chúng ta đã chứng kiến những nền văn minh cổ đại như Lưỡng Hà, Ai Cập, Hy La, Maya, các đế chế hùng mạnh lừng lẫy như Ba Tư, La Mã, Hồi giáo, Ottoman, Nguyên Mông, những đế quốc có tầm ảnh hưởng nhất thời kỳ cận đại như Tây Ban Nha, Hà Lan, Anh, Pháp, đều có chung cùng một xuất phát điểm từ gia tộc thấp kém, từ một thành phố vô danh, từ một đất nước nhỏ bé nhưng đã trỗi dậy mạnh mẽ, trở thành đế quốc hùng mạnh thống trị các vùng đất rộng lớn khắp thế giới, có nhiều phát kiến sáng tạo đóng góp trong diễn trình phát triển lịch sử của nhân loại. Câu hỏi lớn được đặt ra là điều gì đã kiến tạo nên sự hùng mạnh của các đế chế, các dân tộc, các đế quốc và quốc gia? Thực tế đã chứng minh sự hùng mạnh của một đế chế, đế quốc, quốc gia không phụ thuộc vào diện tích lớn hay nhỏ, sự ảnh hưởng của một dân tộc không phụ thuộc vào tài nguyên thiên nhiên giàu hay nghèo, sự lớn mạnh của quốc gia không phụ thuộc vào dân số ít hay nhiều, mà ngược lại, chính sự bất lợi đó đã nung nấu ý chí khởi phát mạnh mẽ nhất của các đế chế trong lịch sử. Bất kỳ một đế chế nào, một dân tộc nào, một quốc gia nào đều có thể biến nghịch cảnh thành cơ hội, biến nhỏ bé thành vĩ đại, biến phụ thuộc thành ảnh hưởng dựa vào ba thành tố căn bản là: một là sự hiểu biết và ham học hỏi, hai là sự đoàn kết và chiến lược đúng đắn, ba là sức mạnh và tầm ảnh hưởng. Để chúng ta có thêm sự hiểu biết sâu sắc về sự hình thành nên một đế chế mới, một hình mẫu dân tộc vĩ đại, quốc gia trung tâm, thì việc tổng kết quán xét những bài học trong lịch sử quá khứ sẽ giải mã những công thức cốt lõi đã làm nên sự hưng thịnh và suy tàn của đế chế cũ, nền văn minh cũ. Để từ đó chúng ta hình thành nên những mật mã thành công của đế chế mới. Video ngắn này sẽ giúp chúng ta hiểu phần nào về đế quốc Hà Lan, từ một thành phố vô danh thành đế quốc toàn cầu, có tầm ảnh hưởng nhất thời kỳ cận đại. Đế quốc Hà Lan bao gồm một vùng lãnh thổ ở ngoài thuộc tầm kiểm soát của Hà Lan. Từ thế kỷ thứ 17 đến những năm 1950, người Hà Lan đã theo sau Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha để thiết lập đế quốc thực dân. Sự thống trị của các công ty về thương mại toàn cầu đã góp phần rất lớn vào sự ảnh hưởng của Hà Lan vào thế kỷ thứ 17, cùng với sức mạnh hải quân gia tăng. Họ là bá chủ của biển khơi trong suốt thời gian này. Hà Lan nhanh chóng thống trị thương mại toàn cầu trong nửa sau của thế kỷ thứ 17. Điều tạo nên sự thành công của đế quốc Hà Lan không chỉ bằng khát vọng lớn, lực lượng hải quân hùng mạnh, thống trị thương mại toàn cầu, mà còn là tinh thần học hỏi, khám phá và sáng tạo không ngừng đã tạo dựng nên một đế quốc văn minh tiến bộ. Trong thời đại hoàng kim, thương mại, nghệ thuật, khoa học của Hà Lan đã có những thành tựu được tôn vinh trên thế giới. Từ thế kỷ thứ 16 cho tới đầu thế kỷ thứ 18, những nhà thám hiểm và họa đồ nổi tiếng Hà Lan đã có đóng góp lớn bằng việc đặt nền móng cho sự ra đời và hoàn thiện dần hình dạng bản đồ thế giới như ngày nay. Nhờ những chuyến thám hiểm của người Hà Lan, nhiều vùng đất trên thế giới vốn không được biết đến đã lần đầu tiên có mặt trên bản đồ thế giới. Hà Lan còn giúp mở ra kỷ nguyên mới về chủ nghĩa tư bản, hay chủ nghĩa tư bản tài chính nói chung, là cột mốc trong lịch sử chủ nghĩa tư bản hiện đại. Hội họa ở đế quốc Hà Lan có sự phát triển vượt bậc với các tên tuổi họa sĩ nổi tiếng có ảnh hưởng tới hội họa thế giới. Trong đó phải kể đến Vincent Van Gogh, là danh họa nổi tiếng thuộc trường phái hậu ấn tượng. Các tác phẩm của ông được chú ý vì vẻ đẹp thô, tính chân thật biểu cảm và màu sắc rõ nét, có ảnh hưởng sâu rộng đến mỹ thuật thế kỷ thứ 20. Cuộc đời và sự nghiệp của danh họa Hà Lan Vincent Van Gogh đã được truyền tải qua bộ phim Loving Vincent và Lust for Life. Đây là những bộ phim thuộc tủ phim nền tảng đổi đời do nhà sáng lập, chủ tịch tập đoàn Trung Nguyên Legend Đặng Lê Nguyên Vũ đã dành nhiều tâm huyết, cẩn trọng tuyển chọn. Về kiến trúc, đế quốc Hà Lan vào thế kỷ thứ 17 với nền kinh tế thịnh vượng, các thành phố được mở rộng rất nhiều, các tòa thị chính và nhà kho mới được xây dựng, nhiều kinh đào mới được hình thành trong hay quanh các thành phố như Delft, Leiden, Amsterdam để nhằm mục đích phòng thủ và vận chuyển. Ngoài ra, người Hà Lan đã đem các loại cây trồng như cà phê, trà, cacao, thuốc lá, cao su đến các nước thuộc địa. Trong đó, người Hà Lan là những người đầu tiên bắt đầu truyền bá cây cà phê ở Trung và Nam Mỹ vào đầu thế kỷ thứ 19. Bên cạnh tinh thần sáng tạo, thì chiến lược đúng đắn và sự toàn kết vì mục tiêu chung đã tạo lập nên đế quốc Hà Lan hùng mạnh, ảnh hưởng trong suốt thế kỷ thứ 17.
Hà Lan là nước có kinh tế phát triển khá sớm và một nền thương mại hàng hải hùng hậu. Tuy xâm nhập vào vùng biển Thái Bình Dương sau người Bồ Đào Nha, nhưng Hà Lan đã dần vươn lên chiếm ưu thế ở vùng này. Để củng cố sức mạnh, Hà Lan đã mở rộng giao thương bằng hàng hải. Cùng với Anh, Hà Lan bắt đầu xây dựng tài sản thuộc địa gián tiếp thông qua các công ty chủ nghĩa thực dân như Đông Ấn Hà Lan và Tây Ấn Hà Lan vào đầu thế kỷ thứ 17. Với chủ trương bành trướng thuộc địa, xâm lược các vùng đất để mở rộng lãnh thổ, Hà Lan đã xây dựng các lực lượng quân đội, đặc biệt là hải quân tinh nhuệ. Hải quân Hà Lan có hạm đội gần 15.000 thuyền và 15 vạn người phục vụ. Hà Lan chiếm thế thượng phong trong các cuộc chiến tranh giành thuộc địa, vùng biển nhờ họ phát minh ra một loại thuyền đáy phẳng, có sức chứa lớn và luồn lách vào được các sông cạn. Sau những cuộc đấu tranh kéo dài, người Hà Lan đã có các thuộc địa ở châu Phi, châu Á, Nam Mỹ, Bắc Mỹ, là một trong những nhà tư bản đầu tiên của thế giới. Vào thời Trung Cổ, Hà Lan chỉ là những vùng tự trị dưới quyền của các lãnh chúa phong kiến. Dưới thời vua Karel Đệ Ngũ, những vùng tự trị này đã kết hợp với vùng đất thuộc Bỉ và Luxembourg, gọi là Laylander, sau đó bị sáp nhập vào đế quốc Burgon và Habsburg. Người sáng lập ra Vương triều Hà Lan là hoàng tử Wilhelm van Oranje đã thực hiện cuộc chiến tranh giành độc lập từ Tây Ban Nha. Cuộc chiến tranh này kéo dài hơn 80 năm và kết thúc năm 1648, đánh dấu sự ra đời của quốc gia độc lập Cộng hòa thống nhất bảy xứ Hà Lan, gồm bảy vùng tự trị là Holland, Zeeland, Utrecht, Friesland, Groningen, Overijssel và Gelderland. Tham vọng đế quốc Hà Lan được củng cố bởi sức mạnh từ ngành vận tải biển, cũng như vai trò của chính họ trong việc mở rộng giao thương hàng hải giữa châu Âu và phương Đông. Thời kỳ phát triển rực rỡ, Hà Lan dẫn đầu thế giới về thương mại, trung tâm tài chính lớn nhất thế giới và các tổ chức tín dụng ngân hàng, thị trường chứng khoán đầu tiên trên thế giới. Năm 1602, công ty Đông Ấn Hà Lan ra đời, là tập đoàn đa quốc gia đầu tiên và thương mại lớn nhất thế giới trong thế kỷ thứ 17. Ở các thành phố của Hà Lan, đặc biệt ở thành phố Amsterdam, là thành phố cảng tấp nập nhất châu Âu, được nhiều chuyên gia kinh tế và tài chính xem là hình mẫu mang tính hiện đại đầu tiên ở châu Âu. Bằng chủ trương bành trướng thuộc địa, xâm lược các vùng đất để mở rộng và củng cố các vùng chiếm hữu nhằm vơ vét của cải, tài nguyên khoáng sản, liên tiếp các cuộc chiến đã nổ ra. Năm 1672, Cộng hòa Hà Lan đồng thời tham chiến với Pháp và ba giáo phận Đức. Trên biển, người Hà Lan ngăn chặn thành công hải quân của Anh và Pháp tiến vào bờ biển phía Tây. Tuy nhiên, trên bộ Hà Lan gần như bị chiếm lĩnh trước các quân đội của Pháp và Đức đến từ phía Đông. Người Hà Lan đã đảo ngược tình thế bằng cách làm ngập nhiều phần của Holland, song không bao giờ có thể khôi phục vinh quang như trước đó. Đến thế kỷ thứ 18, đế quốc thực dân Hà Lan bắt đầu suy tàn do chiến tranh Anh-Hà Lan lần thứ tư vào năm 1780 đến năm 1784, trong đó Hà Lan mất một số tài sản thuộc địa và độc quyền thương mại cho đế quốc Anh. Tuy nhiên, các phần chính của đế quốc vẫn tồn tại sau Thế chiến thứ hai. Đế quốc Hà Lan rồi cũng suy vong, cũng bởi không duy trì được những giá trị cốt lõi, khát vọng lớn, chủ trương thống trị vùng biển nhưng vì lòng tham, áp đặt quá nhiều hiệp ước có lợi cho riêng mình, dẫn đến những mâu thuẫn giữa các cường quốc, sự sáng tạo phục vụ cho mục đích xâm chiếm thuộc địa, việc phát triển kinh tế, công nghiệp cho chiến tranh xâm lược đã khiến cho đế quốc Hà Lan dần dần làm mất vị thế cường quốc và suy thoái. Việc thực hiện sách lược phát triển hải quân hùng mạnh tuy nhiên lại thiếu tính bền vững, không theo kịp các nước đã khiến cho Hà Lan gặp thất bại trong các cuộc chiến tranh với các đế quốc khác.